Từ bỏ vị trí giáo sư tại Hàn Quốc, cách đây 8 năm, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Thuận đã trở về làm giảng viên tại Trường Đại học Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài việc giảng dạy và nghiên cứu, ông đã thu hút đầu tư về cho nhà trường để phát triển công nghệ sinh học. Nhờ đó mà trường có được một phòng thí nghiệm lab hiện đại bậc nhất khu vực như thế này. Theo giáo sư, chính cơ chế tự chủ đã khiến ông quyết định trở về làm việc tại trường. Là một trong những trường được chính phủ cho cái cơ chế tự lập đầu tiên. Với cái điều kiện đó thì cái chuyện phát triển về khoa học, phát triển về nghiên cứu, phát triển về giảng dạy là một điều kiện rất là tốt. Vì vậy cho nên là tôi quyết định là về Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Sau hơn 12 năm tự chủ, đến nay đã có gần 64% giảng viên của Trường Đại học Quốc tế là những nhà khoa học có học vị tiến sĩ nổi tiếng trong khu vực và thế giới. Điều này cũng khiến nghiên cứu khoa học dần trở thành thế mạnh của nhà trường. Chỉ riêng năm 2020, trường đã có trên 400 bài báo nghiên cứu khoa học được công bố. Xuất phát từ tự chủ đại học, tự chủ tài chính, rồi sau đó các thu hút đội ngũ cán bộ làm tăng cái nguồn lực của nhà trường lên và nó bắt đầu cái chất lượng tăng lên. Thì lúc đó mình có thể làm được những công việc khác. Mình mở nhiều ngành mới, mình kiểm định đạt chất lượng cao, trường được xếp hạng tốt hơn. Không chỉ là nơi học tập, nghiên cứu cho sinh viên, những phòng thực hành được đầu tư mạnh mẽ như thế này còn mang lại nguồn thu cho nhà trường từ chính những kết quả nghiên cứu khoa học. Từ những ưu điểm vượt trội này, nhiều trường trong hệ thống Đại học Quốc gia cũng đang từng bước thực hiện tự chủ. Để chuẩn bị cho chuyện tự chủ này nó không phải chỉ là cái quy chế, nó còn là toàn thể tất cả các mặt hoạt động của nhà trường, từ đào tạo rồi là các hoạt động khác như là nghiên cứu khoa học, quản trị đại học. Giờ đây các trường có thể quyết định trong một cái khung nhất định nhanh hơn, giúp cho nhà trường được quyền quyết định cái gì mình cần phải đầu tư, cái gì mình cần phải đặt trọng tâm vào. Cái này nó phụ thuộc rất là nhiều vào sứ mạng và mục tiêu của trường. Khi trường có một cái sứ mạng là trở thành một cái trường hàng đầu, hoặc là trường đưa ra sứ mạng là hội nhập với quốc tế, thì cái việc đó sẽ giúp cho nhà trường hiểu rằng khi tôi hội nhập thì tôi cần phải đáp ứng những cái tiêu chuẩn, tiêu chí nào. Chủ động linh hoạt hơn trong tổ chức bộ máy, tuyển dụng nhân sự và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn là những yếu tố chính trong việc tự chủ giúp các trường đại học nâng cao chất lượng giáo dục. Khó khăn sẽ còn nhiều ở phía trước, nhưng với sự thành công của các trường sẽ là động lực để các trường tiếp theo thực hiện.